Thứ nhất là để cho mình có được một cái năng lượng trở về, có được cái sức mạnh bên trong, có được sự ổn định, để từ đó mình mới lắng nghe được cái sự chia sẻ và thực tập rõ ràng lợi ích hơn. Cái điều thứ hai nữa là trong lúc mình ngồi bình yên thì cũng là cái cơ hội để chờ đợi cho những người bạn nào mà chưa thu xếp xong được công việc, có thể vào trễ thì cũng sẽ nghe được cái sự chia sẻ và thực tập được một cách đúng đắn để chúng ta lợi lạc trong những cái ngày cuối năm và đầu năm mới của chúng ta. Giờ mời đại chúng mình ngồi lại cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Ngồi như thế nào cho mông đùi đầu gối tạo nên một tam giác đáy vững vàng như kiềng ba chân. Đầu cổ cột sống lưng thẳng đứng một cách tự nhiên và vuông góc với mặt đất. Hai vai cân bằng và thả lỏng. Hai cánh tay buông thư dọc theo hai bên hông sườn. Hai lòng bàn tay chồng lên nhau. Hai đầu ngón tay cái chạm lại với nhau. Hai mắt khép lại. Hai viền môi để lại với nhau như một nụ cười nhẹ. Tập trung toàn bộ sự chú ý nơi cửa lỗ mũi, quan sát luồng hơi thở tự nhiên một cách khách quan khi nó đi vào, khi nó đi ra. Hít vào, ta biết rõ ta đang hít vào. Thở ra, ta rõ biết đang thở ra. Chỉ quan sát luồng hơi thở tự nhiên đơn thuần một cách khách quan mà thôi, không kèm theo bất cứ một đối tượng nào khác hết cả. Chú tâm hoàn toàn vào khu vực dưới mũi, xung quanh huyệt nhân trung, và chỉ quan sát luồng hơi thở tự nhiên một cách khách quan khi nó đi vào, khi nó đi ra. Hít vào, ta biết rõ ta đang đưa vào một luồng không khí mới với năng lượng bình an, tươi mát và sung mãn của vũ trụ để nuôi dưỡng và làm mới hết các tế bào trong châu thân mình. Thở ra, ta biết rõ ta đang đẩy ra hết thánh khí carbonic năng lượng tù túng bế tắc bất an ra bên ngoài để vũ trụ chuyển hóa cho chúng ta. Cứ như thế một cách liên tục, chú tâm tỉnh giác có mặt trọn vẹn cho mình và cho từng luồng hơi thở vào và ra một cách liên tục không gián đoạn. Hãy cố gắng duy trì sự chú tâm tỉnh giác vào khu vực dưới lỗ mũi, trên viền môi trên, và theo dõi quan sát chặt chẽ luồng hơi thở tự nhiên của mình một cách đơn thuần mà không kèm theo bất cứ một đối tượng nào khác, cũng không để cho bất
cứ một niệm khởi nào xen vào giữa các luồng hơi thở. Cứ như thế một cách liên tục, chú tâm tỉnh giác và có mặt tròn vẹn cho từng hơi thở vào và ra một cách liên tục, không gián đoạn. Càng dài bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Nếu khi tâm của chúng ta hướng ra bên ngoài, không còn có mặt với chính mình, tức là chúng ta sẽ không còn khả năng cảm nhận được luồng hơi thở di chuyển vào và ra qua cửa lỗ mũi này. Vừa khi chúng ta phát hiện được điều này, thì hãy chấp nhận thực tại và bắt đầu trở lại với sự tập trung cao độ hơn, với thức tỉnh giác hơn và sự kiên quyết hơn, bám chặt vào khu vực dưới lỗ mũi, trên môi trên và quan sát luồng hơi thở tự nhiên đơn thuần một cách khách quan này. It's okay. The auto tone on the caption setting.
Rồi, thôi mình ngồi với nhau 20 phút thôi. Rồi chúng ta còn buổi chia sẻ. Và sau đó là phần trả lời câu hỏi cho quý vị. Thành ra chúng ta sẽ có những cái thời gian dành ngồi bình yên cho nhau nhiều hơn. Rồi một lần nữa xin chào hết tất cả bà con mình. À, mình thấy ở đây đại diện Việt Nam, châu Á có mặt rồi. À, đại diện châu Mỹ, Bắc Mỹ cũng có mặt rồi. Đại diện châu Âu cũng có mặt rồi. Có ai đại diện Úc Châu hả? Có ai đại diện Úc Châu đây không? Bây giờ là mấy giờ Úc Châu mình cũng quên không coi. Giờ này không biết là mấy giờ Úc Châu rồi. Thì thứ nhất là đối với phía Việt Nam thì hơn một năm nay là mình đã ở Việt Nam và đã chia sẻ với bà con Việt Nam cũng khá nhiều rồi, nhiều hơn bất cứ năm nào. Năm nay Việt Nam là lấy luôn cả phần của châu Mỹ, châu Úc, châu Âu và thậm chí luôn cả bên vùng Bắc Ấn luôn rồi. Thành ra Việt Nam năm nay được hưởng nhiều. Vậy thì trong cái cơ hội của sáng hôm nay và theo yêu cầu của nhóm châu Âu, tại bây giờ này châu Âu mới có 3-4 giờ sáng thôi, thì chiều nay 6 giờ chiều Việt Nam, tức là 12 giờ trưa giờ châu Âu, mình sẽ có một cái buổi nữa dành cho các bạn ở châu Âu. Và ngoài ra thì mình có cái thời 4 giờ rưỡi sáng cho tới 6 giờ và 8 giờ rưỡi tối cho đến 9 rưỡi 10 giờ buổi tối. Thì tất cả các thời đó, cái phòng thiền này đều được mở ra cho bà con hết. Ngoài những cái thời gian đó thì đại diện các nhóm của châu Âu, châu Mỹ, sau khi chúng ta có những cái khóa đặc biệt này thì mình có thể tiếp tục đem cái năng lượng này về và mời những người bạn trong nhóm của mình cùng vào trong cái phòng thiền này ngồi với nhau để tiếp nhận năng lượng và mình lan tỏa cái năng lượng bình an đó cho nhau trong những ngày sắp tới. Cho dù mình ở nước ngoài nhưng mà ít nhiều gì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa của Việt Nam và văn hóa của Á Châu mình. Thành ra cái nguồn năng lượng đầu một năm nó rất là quan trọng cho chúng ta, giống như cái đầu tàu nó sẽ là cái đầu kéo cho cả những cái toa ở phía sau. Cái người đứng đầu của một cái nhà là rường cột, là kim chỉ nam cho trong một đại gia đình, cũng như là một cái người giám đốc hay là cái người tổng giám đốc trong công ty. Vậy thì bắt đầu của một năm mới là mùa xuân, thì chúng ta phải cố gắng làm sao cái năm mới, những ngày đầu năm chúng ta chuẩn bị cho thật tốt thân và tâm của mình. Nếu có bạn ở Úc Châu, tại vì mình không có nhớ tên hết, với là có tên nó trùng nhau, nếu có bạn ở Úc Châu vào thì đánh vào cho mình biết nha. Thì một lần nữa là đại diện của các nhóm, các châu lục, thì chúng ta cố gắng chia sẻ cái thông tin này với tất cả những người đồng hành, những người bạn pháp lữ của mình, để chúng ta cùng hỗ trợ cho nhau và thực tập. Và trong khoảng 10 năm mình đã di chuyển xung quanh các châu lục và cũng đã chia sẻ cái phương pháp thực tập thanh lọc thân tâm. Và quý vị nhớ cái nguyên tắc số 3, là nguyên tắc là một cái quy luật căn bản nhất của vũ trụ, thì mình cứ nhắc đi nhắc lại và chúng ta cũng ứng dụng cái này vào trong cái sự thực tập của chúng ta liên tục căn bản từ những cái ngày đầu tiên trong chương trình thanh lọc. Và từ cái chu kỳ số 3 căn bản này mình mới bắt đầu bước lên cái chu kỳ số 7, là chu kỳ vận hành căn bản nhất của con người trong vũ trụ. Và chúng tôi cũng có nhắc cho quý vị là ngoài ba cái chất dinh dưỡng căn bản mà chúng ta rất cần thiết trong đời sống hàng ngày là chất bột, chất đạm và chất béo, nó là chất dinh dưỡng căn bản để duy trì đời sống của chúng ta. Tuy nhiên ngày nay thì chúng ta đã lạm dụng nó một cách sai lầm, thành ra chính những cái thứ thức ăn này đã trở thành cái nguyên nhân gây những cái bệnh rất là phổ thông trong đời sống của mình, như bệnh đường cao, mỡ cao, máu cao, béo phì, dư cân nặng, thấp khớp, vân vân và vân vân.
Và đặc biệt riêng ở Việt Nam thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân đưa đến cái bệnh ung thư và giết người rất là nhiều hàng năm, và thậm chí hàng ngày chúng ta có cả mấy trăm người chết mỗi ngày vì ung thư. Thành ra qua cái việc mà hạn chế đưa cái thức ăn rất là căn bản vào trong đời sống hàng ngày để nuôi dưỡng mình, thì đặc biệt chúng tôi còn có nhấn mạnh cái việc tiêu thụ sản phẩm động vật, đặc biệt là các châu lục khác, tức là châu Mỹ, châu Úc, châu Âu, những châu lục với đời sống phát triển, kinh tế phát triển, thì chúng ta có cái xu hướng lạm dụng chất đạm và động đạm động vật. Và chúng tôi cũng nhắc cho quý vị là chúng ta đã quá lạm dụng đạm động vật. Do vậy, về phần ở bên trong là chúng ta đã đưa vào cái chất độc trong người mình rất là nhiều. Bởi vì trong tất cả các loại thức ăn tạo ra calorie thì chất đạm là cái chất mà dễ tạo ra vi khuẩn, ra độc tố, ra mùi hôi thối nhanh nhất và nhiều nhất so với hai cái loại chất đường và chất béo. Và để có được cái nguồn chất đạm động vật đưa vào thì chúng ta biết rằng chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều đất đai, nguồn nước, sự chăm sóc, và chúng ta đã vô tình làm ô nhiễm môi trường, tàn phá môi trường rất là nhiều. Và khi chúng ta tàn phá môi trường và chúng ta làm khổ đau những chúng sanh này, và chúng ta nên nhớ là cái số lượng những chúng sanh mà chúng ta nuôi dưỡng để làm thức ăn cho mình nó gấp vài chục ngàn lần cho đến vài trăm ngàn lần so với dân số thế giới ngày nay. Do vậy, cái năng lượng oán hận, bất an, rối loạn nó đã nâng lên đến cái mức báo động và bắt buộc vũ trụ tự nhiên phải can thiệp vào. Vậy thì chưa đầy một thế kỷ, nói đúng hơn là mới hơn nửa thế kỷ, chúng ta đã vi phạm cái luật vũ trụ số 3 này, và chúng ta đã được cảnh báo bởi ba loại virus. Đầu tiên là virus bò điên. Đầu tiên là virus bò điên sau chiến tranh thế giới thứ hai, khoảng chừng thập niên 60 là chúng ta đã bị cảnh báo bởi con virus bò điên. Kế đến, chúng ta không lạm dụng bò thì chúng ta lạm dụng heo, và sau hơn một thập niên thì chúng ta cũng bị vũ trụ cảnh báo cho chúng ta bằng cái con virus cúm heo lở móng lở mồm ở heo. Và sau hai cái con virus này, sau hai lời cảnh báo này, chúng ta vẫn chưa dừng, chúng ta chỉ thay đổi từ gia súc sang gia cầm, và chúng ta lại tiếp tục gia tăng lạm dụng gà vịt chim ngỗng. Thành ra bắt buộc vũ trụ phải can thiệp vào, và con virus cúm gà cũng phải bắt đầu ra đời. Như vậy, chúng ta đã được ba lời cảnh báo của vũ trụ, của động vật, của thiên nhiên rồi, nhưng mà chúng ta vẫn không dừng ở đó. Chúng ta vẫn không dừng ở đó. Thì bắt buộc chúng ta biết rằng văn hóa Việt Nam mình cũng hay thường nói bất quá tam, đây là một cái luật vũ trụ. Thành ra chúng tôi cũng đã có cảnh báo là chúng ta sẽ phải gánh lấy cái hậu quả nghiêm trọng nếu chúng ta không thay đổi, không nhận thức. Vậy thì cái việc tàn hủy, phá hoại môi trường từ bên ngoài, chúng ta đã phá hủy ngay cái môi trường bên trong cơ thể chúng ta, ngay trong thân vật lý của chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu bệnh. Và trong cái tâm lý của chúng ta cũng vậy, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, bất an, điên loạn, trầm cảm, tự tử, gia tăng. Gia tăng không phải chỉ ở những người dân bình thường, mà thậm chí nó gia tăng trầm trọng trong giới y học. Quý vị có biết đâu rằng cái số lượng người bị trầm cảm, bị điên loạn, sử dụng thuốc, rượu và thậm chí tự tử
càng ngày càng gia tăng trong giới bác sĩ tâm lý và bác sĩ ở Mỹ, lạm dụng rượu, thuốc, nghiện các cái thuốc giảm đau, thuốc ngủ và thậm chí là thuốc phiện hay là tự tử càng ngày càng gia tăng trong giới trí thức, giới chăm sóc sức khỏe cho mình. Vậy thì không phải riêng mình là nạn nhân, mà khi những cái người làm cái công tác chăm sóc sức khỏe của mình cũng là nạn nhân. Bởi vì sao? Bởi vì chính những người này cũng đã không hiểu luật vũ trụ, không biết cách chăm sóc nuôi dưỡng mình một cách đúng đắn. Và cái số lượng bệnh nhân càng ngày càng gia tăng. Vậy thì khi bệnh nhân đến với người thầy thuốc mà người thầy thuốc không có đủ kiến thức, không có đủ năng lượng, thì người thầy thuốc sẽ trở thành một cái thùng rác cho những bệnh nhân này đổ rác, tức là đưa cái năng lượng tiêu cực vào cho mình. Vậy thì càng ngày những người thầy thuốc này càng yếu dần, đuối dần nếu như không có cái phương pháp chuyển hóa cách nuôi dưỡng về thân cũng như về tâm, không biết cách thanh lọc, chùi rửa cái thùng rác của mình hay cái thân và cái tâm của mình. Thì như vậy lực hấp dẫn là một quy luật của vũ trụ lại tiếp tục thiêu cảm và làm gia tăng cái sự ô nhiễm trong tự thân của mỗi con người cũng như trong cộng đồng và trong vũ trụ của chúng ta. Vậy thì trong những cái ngày Tết, ngày cuối năm, ít nhiều gì chúng ta cũng đã mang cái văn hóa của Á Đông nói chung và văn hóa truyền thống của Việt Nam nói riêng. Những ngày cuối năm là những ngày chúng ta phải dọn dẹp nhà cửa, vất bỏ rác rưới, phải không? Rồi sơn quét tường cửa ngõ hàng rào thầm quách. Rồi chúng ta làm gì? Bỏ đồ cũ bớt đi, mua đồ mới, thậm chí như lư hương cũng phải chùi rửa sạch sẽ, cát lư hương cũng thay mới, vân vân. Vậy thì năm cũ, những ngày cuối năm là chúng ta làm cái nhiệm vụ dọn dẹp sạch sẽ, xả ly buông bỏ, ngăn nắp gọn gàng. Để làm gì? Để đầu năm mới chúng ta lại tiếp nhận một cái năng lượng thông thoáng, tốt đẹp, tốt lành, an lạc, hòa hợp. Vậy thì dù chúng ta có ở đâu, cái văn hóa này, cái truyền thống này nó cũng đã nằm trong máu, trong tủy xương của chúng ta, trong cái nhận thức của chúng ta rồi. Chỉ có điều là nó sẽ khó khăn hơn cho chúng ta khi chúng ta đi ra nước ngoài, chúng ta không có được cái môi trường để hỗ trợ mình. Trừ phi những nơi mà có cái cộng đồng lớn, chẳng hạn như ở Pháp, ở Đức, một vài quận thì có cộng đồng Việt Nam đông, còn ngoài ra các nước châu Âu khác thì cộng đồng Việt Nam cũng rất là rải rác. Thậm chí ở Mỹ hay ở Úc cũng vậy, có một duy nhất, nhiều nhất là cộng đồng Việt Nam ở Cali, ở Texas, Louisiana, Pennsylvania hay là Minnesota. Còn nói nhiều nhưng mà vẫn sống rải rác chứ không có cá tập trung, thành ra chúng ta sẽ không có được cái sự trợ lực, không có được cái sự cộng hưởng của lực hấp dẫn từ cộng đồng. Rồi chúng ta còn phải đi làm, đối với những vị nào còn đi làm thì chúng ta lại không được nghỉ Tết, không có thời gian để chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp cái thân và tâm của mình. Vậy thì tranh thủ tận dụng tối đa bất cứ cái thời gian, cái cơ hội nào chúng ta có để chúng ta làm sao dọn dẹp cái bên trong của mình và cái bên ngoài của mình cùng một lúc đồng bộ với nhau. Và dĩ nhiên chúng ta càng làm nghiêm chỉnh bao nhiêu, càng làm nhiều bao nhiêu thì chúng ta được lợi lạc bấy nhiêu. Và chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta dọn dẹp cái thân của mình bên trong, dọn dẹp cái tâm của mình bên trong thì chúng ta sẽ là người được lợi trước hết chứ không ai được lợi hết cả. Tương tự như vậy, khi chúng ta dọn dẹp cái phòng làm việc của chúng ta, cái phòng ngủ của chúng ta, hay cái nhà của chúng ta, thì chúng ta cũng là người được lợi lạc trước hết, chứ không phải là ai khác, không phải là những người hàng xóm. Vậy thì ngay cái thời điểm này, cái lực hấp dẫn của vũ trụ, cái lực chiêu cảm
của cái truyền thống văn hóa Á Châu. Vàng triệu triệu người Việt Nam đang ở Việt Nam hay đang ở khắp nơi trên thế giới cũng đang hướng về. Và một năm qua thì quý vị thấy, một năm qua thì chúng ta đã được COVID đến để nhắc nhở chúng ta cái điều này kỹ hơn lúc nào hết, nghiêm trọng hơn lúc nào hết và toàn diện hơn lúc nào hết. Khi mà chúng ta đã vi phạm luật vũ trụ, tất cả những virus bò điên, virus heo, cúm heo, rồi đến virus cúm gà, ba con virus này là ba con mà nó rất gần xung quanh chúng ta mà chúng ta lại không tỉnh giác, thì bắt buộc mỗi con virus này nó phải đi xuyên suốt. Quý vị thấy xưa đến nay chưa có một lời cảnh báo nào, chưa có một cái loại dịch bệnh nào mà nó có được một cái tầm ảnh hưởng lớn như ngày nay, như cái năm vừa qua. Nếu những ai học dịch tễ học thì chúng ta biết rằng cái bệnh cúm này nó chỉ xảy ra vào mùa đông ở những xứ lạnh, ở những xứ lạnh mà lạnh khô. Vậy thì không phải là ở các nước Bắc Mỹ hay là những nước Bắc Âu không có người bị chết hay là bị bệnh vì những cái con dịch cúm này. Tuy nhiên số lượng nó không nhiều và sự lan tỏa nó không rộng. Bởi vì chúng ta biết rằng giả sử như mình quen với xứ nóng thì khi mình di chuyển qua xứ lạnh là mình sẽ thấy bị sốc, bị mệt, bị vật vã, khó tồn tại, không tồn tại được lâu. Ngược lại khi mình đang ở xứ lạnh mà mình qua xứ nóng, mình cũng khó chịu, mình cũng không có thích nghi được liền. Một người ở miền đồng bằng mà lên núi cao cũng sẽ bị ngộp thở, đau tim. Và một người quen sống ở trên núi cao xuống miền đồng bằng cũng không thể thích nghi được. Vậy thì virus corona này cùng một lúc đồng loạt lan từ đông sang tây, từ xứ lạnh đến xứ nóng, từ miền thấp đến miền cao nguyên. Quý vị thấy đấy, đây là gì? Đây là sự bình đẳng để cho chúng ta ý thức được tất cả mọi loài trong vũ trụ này cũng như tất cả mọi sinh hoạt trong xã hội, trong gia đình và thậm chí trong con người của mình đều có sự bình đẳng, đều có mối liên quan mật thiết với nhau hết. Đừng nghĩ cái này cao hơn cái kia, đừng nghĩ cái này lớn mạnh hơn cái kia, đừng nghĩ cái này nó quan trọng hơn cái kia. Và một điểm khác nữa là gì? Khi cái dịch này đến thì quý vị thấy nó ảnh hưởng từ giai cấp thấp nhất là những người mình nói là đi làm công, những người làm nông, những người thương gia, thậm chí là kể cả những người lãnh đạo, từ những người đi làm việc hòa bình cho đến những tên khủng bố đều phải bị ảnh hưởng, đều phải quay trở về. Và chúng ta thấy cái lời nhắc nhở của virus corona là gì? Giới hạn cái việc đi ra, giới hạn việc nói năng, giới hạn việc ăn uống, là chúng ta không những bịt cái miệng của mình mà còn phải bịt cái mũi của mình. Và chúng ta cũng hạn chế cái việc đi ra, việc giao tiếp, việc làm việc sản xuất, bởi vì chúng ta đã hướng ngoại quá nhiều. Chúng ta đi tìm cầu, chúng ta đi khai thác, chúng ta làm tổn hại môi trường vì cái vô minh của mình, vì cái lòng tham của mình. Thành ra khi mà virus corona đến trước khi cái Expo 2020 nó được mở ra, chuyện gì xảy ra nếu hàng tỷ người trên thế giới này mà đi tham dự những cái Expo 2020, gây ra biết bao nhiêu cái ô nhiễm, bao nhiêu cái rối loạn. Và nếu những cái cuộc triển lãm Expo 2020 này mà thành công thì bao nhiêu tập đoàn, bao nhiêu công ty sẽ khai thác tài nguyên môi trường thiên nhiên, sẽ sản xuất, sẽ làm ô nhiễm môi trường và ô nhiễm con người, kể cả tâm thức, vì cái lòng tham vô đáy của mình. Và càng ngày chúng ta càng đi quá xa, quá sai, chúng ta càng đi vào cái sự mất cân bằng. Quý vị thấy rằng chỉ một cái hecta
để mình trồng lúa thì mình nuôi được bao nhiêu người, còn 1 hecta lúa hay bắp đó mình nuôi được bao nhiêu kg thịt, 1 hecta trồng lúa trồng bắp mình cần bao nhiêu nước, mà một cái cân thịt bò thịt gà thịt heo mình cần bao nhiêu nước, tạo ra bao nhiêu chất thải. Thành ra chúng ta thấy rằng cái nhận thức sai lầm của mình, cái việc tiêu thụ sai lầm của mình nó sẽ đưa đến cái sự tàn phá môi trường, ô nhiễm môi trường ở bên ngoài. Nhưng mà chính cái quan trọng nhất là mình đang tàn phá chính mình và gây ô nhiễm, gây bệnh tật chính cho mình. Vậy thì điều này, nếu chúng ta mỗi một người không ý thức trong việc nuôi dưỡng, trong việc hiểu quy luật của vũ trụ, thì chúng ta cứ tạo ra cái sự rối rắm mất cân bằng. Quý vị thấy rõ ràng là hầu hết thế giới thì càng ngày chúng ta càng đi vào cái sống giả, sống nhanh, sống vội, sống mất cân bằng. Một nhóm người thì đưa vào thức ăn quá nhiều, quá dư thừa để tạo nên bệnh đường cao, mỡ cao, máu cao, dư cân nặng, béo phì. Một nhóm người khác thì lại không có đủ thức ăn, gầy còm, ốm yếu và chết vì đói. Cái số người giàu thì càng ngày càng trở nên giàu, ngược lại cái số người nghèo thì càng ngày càng trở nên nghèo. Cái số người càng ngày càng có nhiều nhà cửa, nhà nghỉ mát ở nơi này, nhà nghỉ mát ở nước kia, thì ngược lại có những người càng ngày càng phải bị homeless, không có nơi cư ngụ. Và nhà cửa thì càng ngày chúng ta càng xây rất là nhiều, chúng ta phát triển những cái khu, vậy thì chúng ta phá hủy môi trường biết bao nhiêu. Tương tự như vậy thì chúng ta thấy cái sự mất cân bằng trong đời sống bên ngoài cho tới đời sống bên trong của chúng ta càng ngày nó càng gia tăng. Mà mất cân bằng là bệnh tật, là rối loạn, là bất an. Vậy thì cái việc của chúng ta chỉ là làm gì? Qua những khóa học mình biết rồi, chỉ duy trì lại cái trật tự cân bằng. Cân bằng ở đây từ những cái sinh hoạt rất bình thường trong đời sống của mình, từ cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, cái mang đôi dép, cái để đôi dép xuống đất lên kệ, đến cái tư thế mình ngồi khi ăn khi uống, đến chế độ dinh dưỡng của mình. Và chúng ta xưa nay mình cứ nghĩ rằng mình cần có nhiều chất dinh dưỡng để mình duy trì sự tồn tại của mình, nhưng chúng ta không biết rằng chất dinh dưỡng càng nhiều bao nhiêu thì chúng ta, nếu cơ thể chuyển hóa được, thì mình lại bị bệnh dư đường, dư mỡ, dư máu, dư cân nặng, phù nề, béo phì. Còn nếu như mà cái chất dinh dưỡng này không được hấp thụ thì chúng ta lại bị bệnh gì? Biến thành chất độc, biến thành ung thư, biến thành bệnh gút, biến thành bệnh viêm khớp, biến thành bệnh tự miễn. Vậy thì cái việc đưa thức ăn vào cơ thể mình không đúng đắn, nó sẽ đưa đến cái sự mất cân bằng, đến bệnh tật. Vậy thì trở lại trong những ngày cuối năm của hầu hết các văn hóa, từ văn hóa phương Đông sang văn hóa phương Tây, cuối năm của mình có gì? Thanksgiving, lễ tạ ơn, Christmas, New Year, rồi ăn hết cái New Year ngày Tây lịch và bắt đầu đến ngày ăn Tết âm lịch. Là chúng ta cứ tiệc tùng, chúng ta cứ tiệc tùng, cứ ăn nhậu rượu thịt. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mình không ý thức được điều này thì coi chừng tất cả những cái thứ thức ăn của chúng ta sẽ trở thành thuốc độc. Vậy thì mình phải là người ý thức, mình phải là người hiểu biết, mình phải là người kiềm chế, tiết chế những cái này thì mình mới giữ gìn được cái sức khỏe của mình. Chứ không ai có thể cho mình sức khỏe, không ai có thể cho mình sự bình an được hết cả. Thành ra chúng tôi chỉ mong rằng với cái chia sẻ này, để quý vị mỗi một người ý thức rằng trong cái giai đoạn này, khi mà chúng ta mong muốn COVID lắng đọng, và đến bây giờ thì đã hơn 1 năm rồi, đã hơn 1 năm sứ giả của thiên nhiên, của vũ trụ đã viếng chúng ta lần thứ
thứ ba rồi. Và đây là lần cuối. Đây là lần cuối. Cuối ở đây không có nghĩa là sẽ không còn cái dịch bệnh, không còn tai họa. Cuối ở đây có nghĩa là luật vũ trụ là luật số 3, giống như chúng tôi đã nhắc, khi chúng ta đã vi phạm không lắng nghe ba sứ giả của virus bò điên, virus cúm heo và virus cúm gà, thì bắt buộc cái con virus này nó phải ra với mức độ xuyên suốt, thẩm thấu, bình đẳng khắp toàn thế giới, khắp mọi giai cấp, mọi tầng lớp, từ mọi lãnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, thương mại, du lịch đều phải bị. Chưa bao giờ trong lịch sử có điều này. Vậy thì đây là lần thứ ba. Lần thứ ba, nếu chúng ta mỗi một người không ý thức để mà chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa cách sinh sống, sinh hoạt, nuôi dưỡng mình, bảo vệ mình đúng cách, tức là chúng ta phải biết cách nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc cả môi trường xung quanh mình, cả cộng đồng, cả vũ trụ, cả thiên nhiên, thì chúng ta sẽ phải gánh cái hậu quả. Và chắc chắn là quý vị đã thấy điều này rất rõ, tức là ai cũng muốn chạy đi tìm cái vaccine. Và bây giờ nhiều nước bắt đầu sản xuất vaccine. Vậy thì khi chúng ta có vaccine thì chuyện gì xảy ra? Thứ nhất, COVID đã chuyển hướng đột biến qua một cái loại khác. Nhìn như vậy nó đã quá vi phạm cái luật vũ trụ số 3 rồi, thì nó sẽ không còn COVID như ngày xưa nữa, nó bắt đầu nó đột biến, nó thay đổi. Điều kế tiếp, điều kế tiếp là nếu chúng ta tiếp tục không lắng nghe, không chuyển hóa, không thay đổi, thì những dịch bệnh khác, những tổn hại khác trong môi trường nó sẽ đe dọa mạng sống không phải riêng của mình mà tất cả mọi người trên cái hành tinh này. Vậy thì cho dù chúng ta có vaccine, quý vị nên nhớ, cho dù chúng ta có vaccine, nhưng mà nếu chúng ta không ý thức, không chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa nhận thức, cách sống, cách sinh hoạt, cách nuôi dưỡng mình đúng đắn, mà khi mình chuyển hóa đúng đắn, mình hiểu được cách chăm sóc, nuôi dưỡng mình, thì một cách đồng nghĩa là mình sẽ hiểu mối quan hệ mật thiết giữa mình và những người xung quanh, cũng như của môi trường vũ trụ. Vậy thì chúng ta phải biết chăm sóc bầu không khí, nguồn nước, nguồn đất, tài nguyên môi trường xung quanh chúng ta, và không riêng một quốc gia, một đất nước nào hết cả. Toàn thể thế giới phải đồng lòng hợp nhất với nhau. Chứ còn nếu như một quốc gia làm mà một quốc gia khác không làm, cho dù bây giờ 10 nước làm mà một nước không làm, thì chúng ta thường nghe nói gì? Một con sâu làm rầu nồi canh. Và trở lại một lần nữa, thông điệp sứ giả COVID này đã cho chúng ta ba bài học xuyên suốt một năm: bình đẳng khắp hết tất cả mọi miền của đất nước. Riêng Việt Nam mình, chúng ta thấy từ Nam chí Bắc, từ miền xuôi lên miền núi, và chúng ta thấy xuyên cả thế giới cũng vậy, thấy không? Từ xứ lạnh cho đến xứ nóng, từ cái xứ khô, độ ẩm rất thấp là nơi những con virus này thường phát triển, đến những cái xứ ẩm ướt như nhiệt đới Việt Nam của chúng ta hay là Philippines, rồi tới cái vùng thấp, cho tới thậm chí vùng cao nguyên mà xứ sở bình an hạnh phúc nhất như Bhutan cũng bị nó lên tới nơi. Thì như vậy tất cả mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, mọi giai cấp đều phải học cái bài học này, để làm sao chúng ta chung tay lại với nhau. Mà muốn chuyển hóa cái bên ngoài thì cái việc đầu tiên hết là mỗi một người phải có ý thức quay về bên trong để lắng nghe và chuyển hóa chính mình. Nếu chúng ta muốn chuyển hóa mà chúng ta không quay về để mà lắng nghe, để quan sát, để hiểu biết, thì chúng ta sẽ không có khả năng chuyển hóa.
Giống như quý vị muốn sửa một cái đồng hồ, sửa cái máy vi tính, sửa cái chiếc xe của mình mà mình không biết nó có vấn đề gì, nó hư hỏng ở đâu, tại sao nó hư hỏng, thì không cách nào chúng ta sửa nó được hết cả. Và có khi càng sửa càng sai, càng sửa càng hỏng, càng sửa càng hư. Vậy thì mỗi một chúng ta phải tập trở về với chính mình nhiều hơn. Và đây cũng là thông điệp rõ ràng của COVID. Khi nó đến là mỗi người chúng ta phải biết làm gì? Bịt cái lỗ mũi. Bình thường khi mình thở vào thở ra, chả bao giờ mình để ý tới nó hết cả, chả bao giờ mình quan trọng sự sống của mình. Nhưng mà khi mình bịt cái khẩu trang lại là chúng ta sẽ cảm nhận được cái hơi thở mình rõ ràng hơn. Quý vị thấy điều này rõ ràng phải không? Khi mình bịt cái khẩu trang lại, tức là cái hơi thở của mình nó sẽ rõ ràng, dễ dàng cảm nhận hơn. Kế tiếp là gì? Để chúng ta thấy rằng nhờ cái hơi thở này mình mới có mạng sống. Vậy thì chất lượng của cuộc sống sẽ tỷ lệ thuận với chất lượng của hơi thở. Và cái điều này nó cũng rất là bình đẳng một cách rõ ràng. Giai đoạn đầu tiên của COVID đến, ai cũng chỉ tưởng rằng chỉ có những người bị suy giảm miễn dịch, như chẳng hạn như những người già có bệnh nền hay là trẻ em thì miễn dịch yếu thì mới high risk, tức là mới dễ bị nhiễm bệnh và dễ bị tử vong. Nhưng mà chỉ cần sau một thời gian ngắn vài ba tháng, tức là hết đợt thứ nhất thôi, thì quý vị đã thấy rằng COVID đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng cái nhận thức đó không đúng đắn. Và kể cả y bác sĩ, những người đang làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho mình, có kiến thức hơn, có kỹ năng hơn, có điều kiện bảo vệ hơn, vẫn bị nhiễm bệnh và tử vong như thường. Và nếu những ai ở Cali thì mình biết rằng một trong những người bạn của mình, tức là một người học trò của chúng tôi, tuổi 30 là tuổi đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, sung mãn nhất, là một người nam, ngày nào cũng đi tập gym, cơ bắp vạm vỡ, người đô con đẹp đẽ mạnh khỏe như vậy, nằm ICU 4 tuần liên tục, cuối cùng cũng phải ra đi. Và biết bao nhiêu người như thế. Thành ra rõ ràng để chúng ta thấy rằng bệnh nhân tử vong không phải chỉ có người già hay trẻ em với những người suy giảm miễn dịch, mà nó có thể đến bất cứ người nào, dù là khỏe hay không khỏe, dù là trẻ hay già, dù là trong ngành nghề nào, thậm chí cả người đang làm bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho mình. Thành ra đừng có chủ quan, bởi vì đây là một sứ giả của vũ trụ thiên nhiên, một sứ giả của tâm linh, chứ nó không phải là một con virus bình thường. Khi nào mà chúng ta chưa học được cái bài học này, chưa chuyển hóa tâm thức, chưa chuyển hóa cách nhận thức và cách sống, cách nuôi dưỡng của mình, của môi trường vũ trụ, thì chúng ta sẽ còn phải học cái bài học này mãi mãi. Và chắc chắn mỗi một ngày ai cũng muốn lên lớp, ai cũng muốn cao hơn, muốn tiến bộ hơn, thì những cái bài học của chúng ta cũng phải càng ngày càng cao hơn, càng khó hơn. Và một lần nữa, quý vị thấy rằng cho dù chúng ta có tạo ra được vaccine đi chăng nữa, cho dù chúng ta có chủng ngừa đi chăng nữa, thì chúng ta thấy những người không có kiến thức thì mình tưởng rằng mình vaccine, mình chủng ngừa là mình phòng bệnh chứ gì. Nhưng mà đối với những ai ở Mỹ, ở châu Âu hay thậm chí châu Á, mình thấy bao nhiêu người chủng ngừa xong một cái thì mình bị cúm liền, bị flu liền, bị vật liền ngay lập tức, vì cái con khác cùng gia đình với nó, cùng nhóm với nó, chứ không phải chính nó. Thành ra chúng ta có cả hàng mấy trăm cái con virus gây bệnh cúm hàng năm, mà người ta lấy cái kết quả của những năm trước mới tạo ra cái vaccine. Vậy thì cái thời điểm mà mình tạo ra được cái vaccine thì những cái con virus đó nó đã đột biến, nó chuyển hóa thành ra một cái chủng loại khác rồi. Vậy thì mình đừng nghĩ rằng khoa học, y học tiến bộ là mình có thể đi trước được dịch bệnh, mình có thể phòng được nó. Thưa quý vị, không, 6-70 năm rồi từ khi mà mình phát hiện tạo ra được cái kháng sinh penicillin, ampicillin, họ kháng sinh để phòng chống diệt khuẩn, cho đến bây giờ
mình thấy mình có làm chủ, có kiểm soát được dịch bệnh nhiễm trùng chưa, hay là tạo ra kháng sinh này thì cái con vi khuẩn nó đã chuyển sang dạng khác, là mình lại phải đi nghiên cứu tìm ra cái loại kháng sinh khác, và tìm ra kháng sinh khác thì lại cái con vi khuẩn nó lại đột biến và nó lại đi ra cái nhóm khác, và nó chúng ta luôn luôn là người đi sau nó. Đấy, thì chúng ta không đi trước, chúng ta luôn luôn là người chạy theo sau nó. Vậy thì chúng ta càng tiến bao nhiêu, tức là chúng ta càng đẩy nó phát triển nhanh và đột biến lệ bấy nhiêu, trừ phi chúng ta ý thức được, nhận thức được mối quan hệ mật thiết, và chúng ta phải chuyển hóa cái tâm thức, cái nhận thức và cách sinh hoạt, cách nuôi dưỡng, cách bảo vệ mình cũng như bảo vệ môi trường mà thôi. Chúng ta phải hiểu cái mối quan hệ mật thiết trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình sẽ thông minh hơn, mình sẽ tiến bộ hơn, mình sẽ mạnh mẽ hơn. Thì bây giờ thì cho dù chúng ta có được vaccine, chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng vaccine này sẽ giúp mình phòng, nếu như chúng ta không hiểu, không nhận thức và không thay đổi được cách sống của mình, cách bảo vệ, cách nuôi dưỡng mình và môi trường. Vậy thì trong những ngày này một lần nữa, tức là chúng ta cố gắng, chúng ta làm sao thực tập. Bởi vì nếu chúng ta không chuyển hóa thì nó sẽ qua một cái giai đoạn mới. Và lý do tại sao mà chúng tôi nhắc quý vị ngồi bình yên trở về với hơi thở. Covid đã nhắc cho chúng ta là mạng sống này rất là mong manh, chỉ cho chúng ta thấy rằng mạng sống này qua cái hơi thở của mình chứ không phải qua thức ăn, thức uống. Thành ra khi mình bịt cái miệng của mình lại, mình giảm ăn, giảm nói, và mình sẽ nhận thức, kiểm soát, ý thức được hơi thở của mình rõ ràng hơn, dễ dàng hơn. Và nếu ai không làm được điều này thì mình sẽ thấy là nghẹt mũi, sổ mũi, khó thở. Rồi đến lúc mình bị nặng hơn, mình vào bệnh viện thì sao? Phải cần máy trợ thở, thì lúc đó mới trân quý từng hơi thở tự nhiên của mình. Và bước kế tiếp là gì? Trân quý sự sống của mình. Bởi vì với máy trợ thở đó, nhưng mà mình không còn khả năng để thở, thì cái máy nó sẽ không áp lực mình, nó sẽ không thở giùm mình được. Cũng giống như cái máy tạo nhịp tim, nó chỉ trợ cho mình, nó chỉ điều hòa một tí xíu thôi, cho nó không làm trái tim của mình co bóp được, nó không thay thế mình được. Thành ra ở đây cũng vậy, để Covid để nhắc chúng ta rằng đời sống này rất mỏng manh, nó qua từng hơi thở một vậy đó. Và chúng ta thấy rằng chúng ta không phải quay về, phải không? Bỏ bớt giờ đi làm bên ngoài, bỏ bớt giờ lang thang tiệc tùng những cái không cần thiết, thậm chí bỏ bớt giờ làm việc, giờ sản xuất luôn, để quay về đâu? Quay về cái nhà, quay về với những người thân thương của mình, và cụ thể nhất là quay về với chính mình để hiểu mình. Lâu nay là mình cứ lao ra, mình cứ lao ra bên ngoài, mình nghĩ là mình làm. Và nếu chúng ta không nhận thức đúng thì càng ngày chúng ta lại càng lao ra, càng tạo ra nhiều sản phẩm vì cái lòng tham, vì cái ảo giác của mình. Mà mình càng tạo ra nhiều sản phẩm, mình nghĩ cho kinh tế phát triển, cho xã hội phát triển. Rồi như vậy chúng ta càng khai thác tài nguyên môi trường, càng phá hủy nó. Càng tiêu thụ nhiều bao nhiêu, rác càng nhiều bấy nhiêu, môi trường càng bị hủy diệt bấy nhiêu. Mà chính ngay trong người của chúng ta cũng vậy. Quý vị thấy nếu thức ăn, thức uống, căn bản mình cần cái gì? Căn bản mình cần nước sạch thôi, đâu có cần nước đá đâu, phải không? Mình thấy ngay cả mình ở cái xứ nóng cũng vậy, trong khóa thanh lọc thanh tâm mình đã học rồi. Ngay cả ở cái xứ nóng như mình là xứ nhiệt đới này, mình đâu có cần cái nước đá để uống đâu, nhưng mà vì cái vô minh, vì cái nhận thức sai lầm, mình phải cần có nước đá. Thì như vậy khi mình tạo ra nước đá mình uống thì mình vẫn phải có tủ lạnh, máy lạnh. Vậy thì khi mình tạo ra cái sản phẩm đó, mình nghĩ là mình tiến bộ, mình ngon lành, nhưng mình đâu biết rằng mình tạo ra nước đá mình uống thì mình làm rối loạn ngay cả cái sinh lý và cái nhiệt độ của tâm lý ngay trong con người mình. Rồi bây giờ giả sử mình nói tôi không uống nước đá nhưng tôi sử dụng tủ lạnh, tôi sử dụng tủ lạnh để tôi trữ thức ăn cũng vậy. Nếu mình không có cái tủ lạnh thì mình sẽ
có ít thức ăn hơn, mình sẽ trân quý nó hơn, mình sẽ giữ gìn nó kỹ lưỡng hơn bằng phương pháp tự nhiên. Đằng này có cái tủ lạnh, một cái là mình tham, mình chất cho nó thiệt đầy, mình ăn thức ăn cũ, mình chất chứa nhiều hơn cái mình cần thiết. Quý vị thấy không? Thành ra mình cứ nghĩ rằng mình thông minh và mình càng tạo ra được những cái sản phẩm, những cái khoa học kỹ thuật. Rồi bây giờ nước uống cũng vậy, nếu đơn giản mình cần một cái nước sạch, nước trong uống, chứ mình đâu có cần Coca-Cola, mình đâu cần Pepsi, mình đâu cần nước ngọt, mình đâu cần nước có ga, những cái thứ đó toàn là chất độc không. Vậy thì mình tưởng là mình sản xuất ra càng nhiều cái thứ nước uống là mình tiến bộ, hay là mình đang hủy diệt mình và hủy diệt cả cái môi trường. Như vậy quý vị thấy thực sự cái nhu cầu ăn và uống của mình nó rất đơn giản, nhưng mà mình làm cho nó cầu kỳ rắc rối, để rồi mình mang cái bệnh cho mình và bệnh cho cả vũ trụ thiên nhiên. Về cái chế độ sinh hoạt mặc cũng vậy. Chúng ta thấy nếu như mình mặc đồ thô, mình ít giặt, không sử dụng xà bông giặt chất tẩy, mình sẽ khỏe hơn, mình sẽ đỡ làm ô nhiễm môi trường bằng hóa chất, ô nhiễm cái da của mình. Ngày nay chúng ta thấy chúng ta bị bệnh ngoài da quá nhiều, chúng ta bị những cái hóa chất ra môi trường quá nhiều. Thậm chí như California của mình là toàn là sử dụng nước cống không à, đâu có nước sạch đâu, toàn là sử dụng nước thải để mà lọc đi lọc lại, chứ mình có nước sạch đâu để mà sử dụng. Thậm chí là mình còn bị hạn hán nữa. Thì như vậy chúng ta thấy cái nhận thức của mình sai là mình tạo ra nhiều sản phẩm. Nếu người mà có trí tuệ thì mình biết sử dụng những cái sản phẩm khoa học kỹ thuật này đúng lúc đúng thời, thì nó có thể cái lợi nó nhiều hơn cái hại. Nhưng nếu chúng ta không nhận thức được, không tỉnh thức được, chúng ta lạm dụng, thì ngay lập tức những cái mà chúng ta tạo ra thì nó sẽ hại mình trước mắt, từ thức ăn đến thức uống tới phương tiện. Và quý vị thấy một những cái sinh hoạt xung quanh của chúng ta cũng vậy. Xe hơi, máy bay, điện thoại di động, máy vi tính, cái nào nó cũng có cái lợi của nó, nhưng mà chúng ta lạm dụng nó quá đáng, thành ra cái hại nó nhiều hơn cái lợi. Vậy thì vì cái lòng tham, vì cái lòng tham của chúng ta cứ mỗi một ngày nó leo thang, cứ mỗi một ngày nó leo thang, chúng ta vừa tạo ra được cái này thì chúng ta thấy là một thời gian ngắn sau khi mình thỏa mãn là mình lại muốn cái khác, muốn nhiều hơn. Thì như vậy với cái nhận thức không đúng đắn là mình cứ leo thang mãi, và càng leo thang càng phát triển, càng tạo nhiều bao nhiêu thì chúng ta thấy cuộc đời của mình khốn đốn bấy nhiêu, bệnh tật càng gia tăng bấy nhiêu, đâu có giảm đâu. Quý vị xem thử coi là cách đây 20 năm mình cần chích bao nhiêu cái thuốc chủng ngừa căn bản cho trẻ em, và mình uống bao nhiêu loại thuốc, mình có bao nhiêu loại thức ăn, bao nhiêu người bị đường cao, mỡ cao, máu cao. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy khoa học kỹ thuật càng phát triển, công nghệ thức ăn thức uống càng phát triển, công nghiệp dược, kỹ nghệ y học, máy móc càng phát triển, thì bệnh dịch nó càng gia tăng, nó không bao giờ giảm hết. Tức là chúng ta nên nhớ, giống như cái mình gọi là chủng ngừa, mình tưởng đó là một phương pháp phòng ngừa bệnh tật, nhưng mà mình cũng đi sau nó tốt, đi sau nó ít nhất là 1 tới 2 năm. Đấy, 1 tới 2 năm, chứ không bao giờ mình đi ngang hàng với nó, là đừng nó đi trước. Vậy thì nếu chúng ta không ý thức được điều này để quay về có mặt cho mình trọn vẹn, hiểu mình trọn vẹn, biết cách nuôi dưỡng chăm sóc mình trọn vẹn, thì mình không bao giờ biết cách để mà chăm sóc những người xung quanh hay cái môi trường của mình. Và chúng ta càng làm dùng đó bao nhiêu thì chúng ta đang hủy diệt sự sống của mình nhanh và nhiều bấy nhiêu. Bây giờ chúng ta ăn thức ăn, uống thức uống đều từ đất và nước, từ không khí. Cho dù bây giờ nước nó bốc hơi lên, chỉ hơi nước không thôi, nhưng mà khi cái hơi nước đó nó ngưng tụ lại, nó rớt xuống thành nước trong nước mưa, nó vẫn phải đi ngang bầu không khí ô nhiễm này, thì một lần nữa cái nước trong sạch từ hơi nước đó nó vẫn kéo những cái chất độc hại trong không khí xuống trở lại cho chúng ta uống, dù là cái người uống nước mưa chứ không phải nước máy. Quý vị thấy đó. Vậy thì càng ngày riêng ở Việt Nam chúng ta xe Honda quá nhiều, xe hơi quá nhiều. Mà nếu chúng ta có cái đường giao thông rộng rãi, thông thoáng, không bị kẹt thì còn đỡ. Còn nếu chúng ta bị kẹt xe như vậy thì cái lượng
xăng nó phải đốt lúc chúng ta lên ga, mỗi lần mà chúng ta dừng lại hay lúc chúng ta giảm tốc độ, bao nhiêu chiếc xe đó sẽ tạo ra bao nhiêu cái sự ô nhiễm. Thành ra cả thế giới cũng vậy. Chúng ta thấy nếu chúng ta không ý thức được bài học này thì COVID sẽ chuyển sang một cái dạng khác. Và chúng ta thấy cái cấp độ của nó, chúng ta thấy nó sẽ gấp bao nhiêu lần thì mình cứ nhìn đi. Từ cái cấp độ của virus bò điên ngày xưa, nó giới hạn ở một vùng ở châu Âu thôi, sau đó nó qua châu Mỹ một tí xíu. Nếu chúng ta không lắng nghe nó, không tuân thủ nó, thì ngay lập tức sau đó cái virus cúm heo nó lan rộng hơn, phải không? Lan rộng khắp. Rồi sau cái virus cúm heo mà nếu chúng ta chưa tỉnh giác thì tới cái virus dịch cúm gà cũng vậy, lan tỏa rộng hơn, cứ cấp độ nó tăng lên nhanh hơn, nhiều hơn, rộng hơn. Vậy thì chúng ta so giữa ba cái cấp độ đó với cái cấp độ của corona thì chúng ta thấy cấp độ lên tới bao nhiêu lần. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã không tuân thủ chuyển hóa cái tâm thức, cách nuôi dưỡng bảo vệ chúng ta và môi trường, thì nó sẽ biến qua một cái dạng khác, dịch bệnh khác. Nó sẽ tăng cấp độ như thế nào thì cái người có trí tuệ sẽ ước chừng được và sẽ thấy cái tình trạng của nó sẽ khủng khiếp đến mức độ nào. Thành ra mỗi một con người phải có ý thức, và đó cũng là lý do tại sao mà chúng tôi khuyến khích quý vị phải tập trở về ngồi bình yên để có mặt cho mình. Càng nhiều bao nhiêu mình càng có khả năng hiểu mình nhiều bấy nhiêu, chăm sóc mình nhiều bấy nhiêu, và lan tỏa cái năng lượng ra để cộng hưởng giúp cho những người xung quanh mình, trong gia đình mình, trong cộng đồng mình, trong cái công sở của mình. Để càng nhiều người có ý thức, nhận thức đúng đắn, sinh hoạt, nuôi dưỡng, chăm sóc mình đúng đắn, thì bắt đầu cái cộng đồng, cái môi trường nó mới hy vọng có cái năng lượng tích cực chuyển hóa nó bớt một tí xíu, chứ không phải để làm cái việc gì khác. Và cũng vậy, khi chúng ta quay về, chúng ta ý thức được thì cái việc sống thuần tự nhiên, nuôi dưỡng thức ăn một cách tự nhiên, thực vật chủ yếu, hạn chế tối đa, đặc biệt trong giai đoạn này, thì nếu chúng ta không sử dụng thức ăn động vật thì chúng ta sẽ có một cái năng lượng từ trường tích cực tốt đẹp. Trước hết là mình sẽ không chiêu cảm cái năng lượng, hay nói đúng hơn luật nhân quả là mình sẽ không có bị ảnh hưởng bởi corona. Thành ra điều này nó cũng đã được chứng minh rất rõ vào giai đoạn đầu rồi. Những người có chế độ ăn thực vật căn bản hay là đại đa số là những người không bị nhiễm. Vậy thì nếu chúng ta không thực tập mà chúng ta chỉ cầu nguyện hay là chúng ta trách móc, được không? Quý vị thấy bao nhiêu người, bao nhiêu tu sĩ của những dòng tu cầu nguyện có qua được không? Không, vẫn chết hàng loạt nếu như chúng ta không hiểu, nếu chúng ta không thực tập. Thành ra cái việc cầu nguyện nó phải đi đôi với việc thực hành, nó phải đi đôi với sự sống hàng ngày. Còn nếu chúng ta chỉ có cầu nguyện ngay trong lúc đó, cái năng lượng nó chỉ bảo vệ mình ngay lúc đó, chuyển hóa được một tí xíu ngay lúc đó, còn trở về cái đời sống của chúng ta vẫn sinh hoạt không đúng, chúng ta vẫn lạm dụng từ động vật cho đến hóa chất cho đến tổn hại môi trường, thì làm sao mà chúng ta đòi hỏi nó có một cái sự công bằng được? Đó là lý do tại sao trong cái lớp học thanh lọc thanh tâm, chúng ta thấy từ cái tư thế mình ngồi ăn, ngồi uống, ngồi sinh hoạt, nó cũng phải tuân thủ những cái quy tắc căn bản của vũ trụ, là mình phải hiểu cái điều này. Vậy thì những ngày này là những ngày chúng ta phải tỉnh giác, tại vì cái mùa cuối năm nay là cái mùa chúng ta cứ tích lũy, tích lũy nhiều hơn, tích lũy nhiều hơn. Quý vị thấy tới cái mùa cuối năm là gì? Ăn tiệc, ăn tùng,
phải không? Ở bên ngoài là bán on sale, mình cứ bị dụ, tức là mua một tặng một, mua một giảm 50%, tức là mình cứ đi thu gom về, có khi mình thu gom tất cả nhiều thứ lắm mà mình chả bao giờ sử dụng tới nó, hay là mình sử dụng không hết đấy. Thành ra nếu như mình không có cái tỉnh giác thì mình cứ bị dụ, mình cứ bị hướng ngoại. Thành ra corona nhắc cho chúng ta rất nhiều việc, rất nhiều việc. Người có gia đình cũng sẽ được nhắc để mà trở về với gia đình, với chồng, với vợ, với con cái của mình. Người không có gia đình cũng sẽ được nhắc. Cái người đi làm nông cũng được nhắc, mà người đi làm xí nghiệp, công sở cũng được nhắc để mình trở về thực tập. Mọi lĩnh vực đều được nhắc nhở một cách bình đẳng hết. Và lần này là lần thứ ba rồi quý vị. Chúng ta may mắn là chúng ta được ăn hai cái Tết. Một cái Tết ở phương Tây thì chúng ta ăn cái Tết. Nhưng mà cái Tết phương Tây thì nó tích lũy nhiều hơn, nó dung nạp nhiều hơn từ bên trong đến bên ngoài. Nhưng mà cái Tết phương Đông của mình thì mình có cái văn hóa tốt hơn tí xíu. Nhưng mà chúng ta phải thực tập, chứ không phải chỉ bằng cái ngôn từ, chỉ bằng cái hình tượng trưng bên ngoài mà không có thực tập. Vậy thì trở về có mặt cho mình thường xuyên, bất cứ lúc nào chúng ta có cơ hội, 5, 10, 15, 20 phút. Mà cái điều quan trọng hơn là chúng ta phải có ý thức rõ ràng trong việc nuôi dưỡng mình, trong việc nuôi dưỡng mình từ phần thân tới phần tâm. Từ cái nhận thức trong đời sống của mình, từ cái cách sinh hoạt, từ những cái phương tiện sinh hoạt xung quanh mình, mỗi một lần mình làm một cái gì là mình phải xem thử có cái việc mình sử dụng này nó sẽ đem lại cái gì lợi lạc cho mình, cho những người xung quanh hay cho môi trường hay không. Còn nếu như mà mình vẫn cứ theo cái xu hướng, cái thói quen, cái nhận thức cũ, mình nói là vật dưỡng nhân, hay là chẳng hạn như là cái mùa lễ Tết cuối năm là mình được quyền uống một ly rượu, chai bia là cái chuyện bình thường, hay là mình đi mua sắm tích lũy đó, thậm chí như là mình đi tặng rượu đó, là những cái mà cái thói quen của mình như vậy. Và thậm chí giờ mình không tặng rượu, nhưng mà quý vị thấy cái văn hóa Tết của mình, mứt, bánh, toàn là ba cái hóa chất, ba chất độc không thôi, nó có cái gì tốt lành trong đó đâu. Vậy thì mình nuôi dưỡng mình, và mình chia sẻ, mình khuyến khích những người xung quanh nuôi dưỡng chất độc, đầu độc. Vậy thì cái nhân quả nó như thế nào? Nếu mình ăn không thôi, mình chỉ là nhân quả của chính mình. Còn nếu mình đi cho người khác, mình mời mọc người khác, thì có lẽ là mình sẽ nhân rộng cái hậu quả đó lên nhiều hơn, mình không biết. Nhưng mà cái văn hóa của mình là nhiều hồi mình không có chịu tỉnh giác để mình thay đổi cái truyền thống văn hóa đó thì coi chừng. Vậy thì chúng ta cố gắng làm sao dành cái thời gian trở về với mình, và đời sống của chúng ta càng tự nhiên bao nhiêu, càng giản đơn bao nhiêu, thì chúng ta sẽ càng thấy thanh thản thoải mái bấy nhiêu. Và đó là cơ hội để giúp mình phòng. Lấy ví dụ như là cái virus đó nó đầy dẫy, quý vị đừng có nghĩ rằng mình đeo cái khẩu trang là nó không có vào được nha. Quý vị đừng nghĩ là mình ở trong nhà mình cách ly nó không vào được. Còn lâu quý vị còn hít vô thở ra là nó còn chui vô người mình, là tại nó nằm đầy dẫy trong không khí, hạt bụi mà mình còn chưa nhìn thấy được. Còn nếu cái hạt bụi mà mình nhìn thấy được thì cái hạt bụi đó nó là một hành tinh của cả hàng tỷ tỷ những con virus đó. Giống như giờ mình leo lên máy bay hay là leo lên phi thuyền, mình bay ra khỏi cái hành tinh là mình nhìn về cái trái đất này, mình thấy hàng tỷ cái con sinh vật lúc nhúc loay nhoay, đầu đen, đầu vàng, đầu đỏ, hai chân, rồi hàng tỷ tỷ những con bốn chân, nó bò như là dòi, như kiến gì đó. Thì bây giờ nếu mình soi một cái hạt bụi ở dưới kính hiển vi điện tử thì mình thấy hàng vô lượng tỷ những con virus đó. Vậy thì giờ phút nào mà mình còn hít vô thở ra là nó sẽ đi vào cơ thể mình. Chỉ có điều là chúng ta hiểu luật vũ trụ. Chúng ta hiểu luật vũ trụ, tức là luật vũ trụ là luật nhân quả, là luật hấp dẫn. Nếu như mình có cái đó thì nó sẽ hấp dẫn cái đó. Trong con người mình bị ô nhiễm, trong con người của mình có những năng lượng bế tắc ô nhiễm, thì ngay lập tức mình sẽ chiêu cảm nó.
Và khi mình chiêu cảm nó không chưa đủ, mình lại tiếp tục làm cái môi trường để giúp cho nó phát triển. Thành ra nếu ngay khi giả sử như trước một cái giây phút đó, trước một ngày đó, cái con người của mình nó yếu, nó bệnh, nó ô nhiễm, mình buồn phiền, mình căng thẳng, tâm thức mình ô nhiễm, mình vẫn bị chiêu cảm nó như thường. Nhưng mà vừa khi mình bị nhiễm, tức là lực hấp dẫn đưa nó vào, đó là mình hấp dẫn, mình chiêu cảm nó vào rồi. Nhưng mà ngay lúc đó mình tỉnh giác lên, mình hiểu luật vũ trụ, chuyển hóa liền ngay lập tức. Chuyển hóa liền ngay lập tức, tập thể dục mạnh mẽ, uống nước chanh, nước gừng, nước xả, làm cho nóng ấm, vận động nóng để nó đẩy, nó toát mồ hôi ra, vận động cơ bắp, có tinh thần tích cực, năng lượng tích cực, suy nghĩ tích cực, thì tất cả những cái dương nó sẽ đẩy ra hết cái âm nó ra. Vậy thì ngay lập tức mình hiểu luật vũ trụ là vô thường, không có gì tồn tại mãi với thời gian, cái gì muốn tồn tại nó phải được nuôi dưỡng. Vậy thì anh chàng đó đã nhập vào mình rồi, nhưng mà mình không tiếp tục nuôi dưỡng ảnh thì bắt buộc ảnh phải đi ra, vậy thôi chứ có gì đâu. Và mình cũng hiểu luật vũ trụ là luật bảo toàn năng lượng, nếu khi cái năng lượng của mình mà năng lượng tích cực nó xuống thì cái năng lượng tiêu cực nó gia tăng, tức là nó thuận lợi cho anh này phát triển. Còn bây giờ mình làm gia tăng cái năng lượng tích cực, năng động, tốt đẹp, thiện lành của mình lên, thì cái năng lượng tiêu cực của mình nó hạ xuống, nó thấp xuống, vậy thì nó không tiếp tục nuôi dưỡng anh chàng kia. Và chúng ta cũng phải hiểu luật vũ trụ ứng dụng này, tức là tại sao hầu hết tất cả những virus người ta chẳng cần phải điều trị, là tại vì virus nó phát triển quá nhanh. Thì mình xưa người ta nói gì, bạo phát thì bạo tàn, nó càng sinh trưởng nhanh bao nhiêu thì nó đòi hỏi môi trường thuận lợi, thức ăn thức uống nguyên vật liệu cung cấp cho nó nhanh bấy nhiêu. Vậy thì nếu như mà mình cắt đi một cái là ảnh không có, thì thay vì chẳng hạn như nếu cái chu kỳ sinh sản chậm thì giờ mình chưa kịp cung cấp nguyên liệu cho nó còn có thể trì trệ lại tí xíu, nó chậm lại tí xíu, nó yếu lại tí xíu, rồi sau đó nó lấy, nó phát triển tiếp. Nhưng nó càng sinh sản nhanh bao nhiêu thì nó đòi hỏi phải cung cấp nguyên vật liệu cho nó nhanh bấy nhiêu. Vậy thì giờ khi mình cắt cái nguồn lương thực, môi trường của nó thì nó sẽ hủy diệt. Đó là lý do tại sao hầu hết các loại virus mình chả cần phải trị, là tự sanh tự diệt. Vậy thì giờ mình hiểu cái luật của nó như vậy thì chúng ta phải phòng vệ tự thân mình, chứ không có thể nào mà làm ở bên ngoài và ai làm cho mình được hết cả. Vậy thì nếu mình là cái người chủ động thì mình phải biết rằng mình làm sao cái thân và cái tâm của mình nó được lưu thông, thông thoáng, trống trải, nhẹ nhàng, sạch sẽ, tích cực. Thì bây giờ mình có đi vào trong những cái khu vực đó đầy dãy xung quanh mình, anh cũng không thể nào đi vào được mình. Thậm chí nó đi vào rồi nó đi ra là tại vì mình hít vào, mình thở ra liên tục mà, thấy không? Anh sẽ đi vào đi ra như là đi chơi vậy á. Giống như cái người mà không mê đánh bạc thì đi vào sòng bài, nghe ca nhạc, chụp hình ảnh, ăn uống xong đi ra, phải không? Đâu có dính đánh bài. Nhưng mà cái người mà mê đánh bài rồi thì quầy bài nào, sòng bài nào, dù to dù nhỏ thì cũng chui đầu vô hết. Người ta cho thức ăn không thèm ăn, cho thức uống thèm uống, người ta có những cái show chẳng thèm coi show. Thì ở đây cũng vậy, nếu cái môi trường của mình không thích hợp thì con virus nó là đi vô đi ra theo cái hơi thở của mình, nó đi như thế biến vậy. Còn nếu mà mình tạo cái môi trường thích hợp cho nó thì ngay lập tức mình mời nó tới và nó chỉ tấn công mình thôi, nó chả cần quan tâm gì, nó lấy mình để làm cái môi trường để nó sinh sôi phát triển. Chứ thực chất ảnh không phải là một sinh vật trọn vẹn, ảnh phải nương tựa vào mình. Vậy thì chúng ta phải chủ động, chúng ta phải chuẩn bị để làm sao mình có thể tiếp xúc với tất cả mọi môi trường mà mình không bị nhiễm. Giả sử như nó vô nó không làm gì được mình hết, giả sử nếu trong một cái up and down dao động như vậy, có lúc mình lo lắng quá, có lúc mình mệt mỏi quá, có lúc mình bế tắc quá, mà ảnh biến mình, ảnh nhắc nhở mình thử xem mình có tỉnh hay không, thì nếu ngay lúc đó nếu mình tỉnh giác và mình hiểu luật vũ trụ thì ngay lập tức không nằm, không than khóc, không trách cứ, thì mình phải làm sao? Dạy, vận động, tập luyện, ăn uống. Ăn uống cái gì tự nhiên nhất, đơn giản nhất, nước gừng, nước xả, nước chanh, vỏ chanh, tức là chất chua, chất đắng, chất chát, mình đã học đó rồi. Và vận động lên để cho mồ hôi mình nó toát ra, nó đẩy ra hết, tự động nó thanh lọc, nó làm trống trải.
Rồi tâm thức của mình cũng vậy, phải tích cực, phải chủ động, phải thiền lành, chứ đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi. Tức là mình vô tình mình lo lắng, mình sợ hãi, tức là mình đã chiêu cảm, mình đã mời nó tới rồi. Ông bà mình xưa nay nói gì? Ma bắt coi mặt người ta, mặt nào mét máu thì ma bắt hoài. Cái người sợ ma là người cứ nghĩ tới ma, thành ra gặp ma hoài á, thấy không? Thì con virus này cũng vậy thôi, mà nó không phải tới một hai con, mà nó tới cả hàng tỷ tỷ con. Do ai? Do chính mình mời người ta tới, do chính mình giữ người ta lại. Thành ra Tết này mình phải biết mời ai vô và cho người ta ăn cái gì, mình phải cho ra cái gì, chứ đừng có mời mấy anh chàng đó vô. Mình mà tham ăn, tham uống, tham ngủ là coi chừng mình mời ảnh vô đó. Còn nếu như mình biết rằng bây giờ mình trở về, mình ngồi bình yên, tâm thức của mình tĩnh lặng, hợp nhất, tức là đội phòng vệ của mình lúc nào cũng nghiêm chỉnh 24/24, người mình thông thoáng sạch sẽ trống trải, anh đi vô đi ra chả có cái thứ gì ảnh thích, chả có cái thứ gì mà ảnh sử dụng được hết, ảnh đi vào ảnh đi ra thôi. Và mình chuẩn bị như vậy cho chính mình, là tự nhiên cái năng lượng nó sẽ lan tỏa ra cho những người xung quanh. Thì đó là cái cách mà chúng ta chuẩn bị cho những ngày cuối năm và đầu năm. Và nếu quý vị chuẩn bị cái điều đó cho mình mỗi ngày vào buổi sáng sớm, vào cái thời mà mình ngồi bình yên buổi sáng sớm, là quý vị chuẩn bị cho mình cả một ngày. Nếu mà cái nào nó còn rơi rớt lại, buổi tối mình dọn tiếp. Thì đó là lý do tại sao chúng tôi cũng có một cái thời buổi tối là 8:30 cho tới 10 giờ, tới 9:30. Vậy thì đó là cái căn bản mình phải biết nuôi dưỡng và bảo vệ mình và cộng đồng như môi trường như thế nào. Chứ không phải là mình cứ mua sắm cho nhiều, tiêu thụ cho nhiều theo những cái thói quen cũ của mình, thì coi chừng mình đang tự đầu độc và hủy diệt mình cũng như những người xung quanh. Ok, thì thôi, đó là một vài cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng món quà Tết cho đại chúng mình. Mong rằng chúng ta hãy nhớ mình có hết tất cả và mình có khả năng làm hết tất cả. Vậy thì hãy cố gắng làm sao phát huy tối ưu cái đó để bảo vệ mình, chứ không ai bảo vệ mình đâu. Ok, quý vị có cầu 10 ông Phật, vạn ông Thánh về cũng không bằng đội quân bảo vệ của chính mình, là chính mình mà thôi. Rồi thì có ai ở châu Úc vào chưa hả? Úc Châu đó trên rồi, chắc giờ này không biết mấy giờ Úc Châu rồi ta. Thôi chắc chiều nay là mình sẽ có cho Úc Châu đó, là Úc Châu hình như đi trước mình rồi. Thì nếu bà con có ai có câu hỏi gì không? Nếu không có câu hỏi thì mình ngồi lại cho bình yên tí xíu, coi thân và tâm của mình hợp nhất trở lại, thư giãn thoải mái. Xong rồi mình đem cái năng lượng này, đem cái tuệ giác này, mình gửi đến tất cả những người thân, người thương đang sống chung trong căn nhà của mình, căn hộ, căn chung cư của mình, hay là cho bà con của mình đang ở dưới quê, ở nơi xa. Rồi kế đến là cho hết tất cả những người trong cộng đồng của mình, trong đất nước của mình, và cho toàn thể chúng sanh trong vũ trụ này. Nguyện cho tất cả chia sẻ công đức này của chúng tôi, nguyện cho tất cả mọi loài chúng sinh chia sẻ sự hòa hợp, an vui, hạnh phúc của chúng tôi. Nguyện cho tất cả mọi loài chúng sinh hãy chia sẻ sự thực tập của chúng tôi để được lan tỏa năng lượng hòa hợp, an vui, hạnh phúc, sớm được giải thoát, giải thoát và giải thoát thực sự. Rồi trước hết là giải thoát khỏi nhận thức sai lầm, khỏi bệnh tật, khỏi Covid, khỏi những cái nặng nề, phải không? Rồi chào các bạn nha. Có ai còn gì nữa không? Rồi, chào hết cả nhà.